Khả Năng xin kính chào tất cả quý vị chị bà con cô bác cùng toàn thể mọi người. Chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Khả Năng ô tô xin gửi tới quý khách hàng một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất. Chúc cho tất cả quý vị chị bà con cô bác anh em mình luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn, kiếm thật nhiều tiền để gặp Khả Năng ô tô anh em mình giao lưu trao đổi những mẫu xe bên cửa hàng nhà Khả Năng. Khả Năng một lần nữa xin được thông báo tới tất cả quý vị chị bà con, tất cả những mẫu xe bên cửa hàng Khả Năng ô tô hiện đang có mặt tại bãi đây, Khả Năng sẽ lên sóng phục vụ cho quý vị chị bà con để vừa con tiện theo dõi. Chiếc nào nó vừa việc với anh em có thể alo trực tiếp vào Khả Năng để được giá tốt nhất. Chủ cửa hàng anh em mình có giá tốt nhất cho bà con các anh chị khách hàng của Khả Năng ô tô. Và chỉ nhận khách hàng khi khách hàng gọi điện trực tiếp cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 đến xem xe và làm việc tại địa chỉ của Khả Năng ô tô. Hoặc là quý vị chị bà con tin tưởng ủng hộ thì Khả Năng sẽ cho nhân viên đánh tận cửa nhà các bác, anh em đặt cọc, tình trạng xe cộ sẽ được báo chuẩn nhất và cái chất lượng xe cộ sẽ được báo chính xác nhất các bác nhé. Quý anh chị bà con anh em mình đi qua nhớ để lại Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin hẹn mọi người trong ngày gần nhất, quý vị chị bà con anh em có điều kiện qua thời gian chút thời gian anh em mình qua cửa hàng gặp Khả Năng nhé. Khả Năng chân thành cảm ơn. Và hôm nay Khả Năng sẽ lên sóng phục vụ cho bà con những cái mẫu xe mà Khả Năng sẽ lên sóng phục vụ cho bà con và có giá bán là giá bao nhiêu và tốt nhất là chốt cho các bác được bao nhiêu. Tất nhiên là khách hàng thì anh em mình biết rồi, mua bán tất cả mọi thứ đều phải có sự đồng ý và thương lượng của hai bên. Và tất nhiên là giá cả thì bên em có bớt, có lọc lá và có bao rút hồ sơ hỗ trợ cho bà con một chút tiền về anh em đi lại và cùng với vào tin. Thì chính thể anh em mình cái giá đặt cao hay thấp không quan trọng, nhưng cái giá chốt mới là cái quan trọng các bác nhé. Khả Năng một lần nữa chân thành gửi đến quý anh chị bà con thông báo như vậy. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bên em sẽ hỗ trợ cho bà con bác chị bớt giảm đến từ 20 đến 25 triệu cho một xe, nếu quý vị chị bà con tổng giá trị mà được bớt đấy các bác nhé. Nên quý vị chị bà con anh em mình là nợ cân đối này, anh em qua cửa hàng alo cho em đăng trước để được cái giá tốt nhất. Hôm nay Khả Năng có về một mẫu xe Hyundai Click. Chiếc này là Khả Năng mua cách đây khoảng 4 hôm rồi, về làm một chút sơn và vệ sinh một ghế da với nội thất xe. Bây giờ hôm nay lên sóng phục vụ cho bà con các anh chị một chiếc xe thương hiệu của nhà Hyundai, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Tại sao có Click? Click là nó là tên của chiếc Hyundai Getz tại thị trường Hàn Quốc các bác nhé. Phiên bản số tự động động cơ 1.4 siêu đẹp, siêu bền đẹp các bác nhé, siêu đẹp và bền đẹp cực kỳ luôn. Một chiếc xe với cỡ tiền hơn 150 một chút mà số tự động mà đời 2008, chất lượng xe khỏi phải bàn, về keo chỉ zin, máy zin, à máy không biết còn zin nhỉ, đời 2008 chắc không zin đâu, nhưng mà thôi không sao cả. Gầm bệ máy móc của nó vô cùng đẹp, ngon lành cành đào luôn, xe đẹp cứng cáp. Và xe này hiện tại em sẽ lên sóng review chi tiết cái chiếc xe này, vì đây là hàng hiếm và hàng hot, rất nhiều người đang muốn quan tâm. Vì sao? Vì độ rộng rãi và bền bỉ của nó với động cơ 1.4, sau đó là cái form dáng của nó, mặc dù là lỗi thời lâu rồi nhưng mà ghét chưa bao giờ là mất giá cả, còn xe nó rất là đẹp. Mặc dù số sàn thì em có là 209, khoảng tầm 101, 102, còn số tự động 208 thì em bán 150 các bác nhé. Anh em mình quan tâm được thì chính xác giá là 158 triệu đồng tại cửa hàng. Nhưng khách hàng Khả Năng ô tô thì bao giờ cũng có giảm, có độc lá và bao rút hồ sơ. Quý anh chị và con anh em mình nhìn thấy một chiếc xe tư nhân chính chủ. Đâu đó ngày xưa là anh chủ là anh bảo một chủ từ mới đấy, nhưng mà anh ấy cũng là tên anh đấy, nhưng mà anh ấy đổi thành biển 5 số không nhé. Anh mất đăng ký anh đổi một lần thành biển 5 số rồi. Đấy, nhưng mà con này vẫn là một chủ từ đầu, đấy là chính chủ, một chủ từ đầu luôn. Mà mình nói người ta không tin vì đây là biển 5 số thì không thể một chủ từ đầu được. Nhưng người ta bị mất biển số hay là mất đăng ký gì đó người ta làm lại các bác nhé. Quý anh chị và con anh em nhìn này, xe cực kỳ đẹp, vô lăng củ số này, keo chỉ zin hết. Đấy, máy gầm bệ chắc chắn, đi sướng lắm. Con này đi sướng lắm các bác nhé. Đó, anh em nhìn này, trần nỉ nguyên bản, xe rất là cứng đẹp, không nổi gì cả, không đâm đụng va quẹt và không ngập nước các bác nhé. Em có kiểu cam kết bảo hành cho bà con luôn, không lo gì về chất lượng cả. Sơn xịn thì vừa xuất sát thì tỉa tốt một chút rồi, gọn gàng đẹp đẽ trong ngoài, nét căng luôn. Hyundai mà có năng đăng đúc, có túi khí, bản máy 1.4 các bác nhé, xe rất là gọn gàng luôn, phù hợp với gia đình nhà mình. Cửa tiền 150 bên em bao hòa tin khách hàng Khả Năng ô tô, còn nếu không khách hàng Khả Năng ô tô thì không có bớt, không lộc lá gì nhiều. Quý vị chị bà con anh em nhớ alo cho em trước khi đi nhé. Kia Sedato thì một mẫu xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của nhà Kia. Nhà Khả Năng hiện đang có khoảng chục chiếc, có cả số sàn và tự động, có từ đời 2016 đến 2021. Đó, đây là một chiếc xe đời 2018, phiên bản số sàn phân khúc hạng C, biển Bắc Linh, mang tên tư nhân các bác nhé. Cửa tiền 379 triệu đồng, nhưng mà Khả Năng có bớt nộp lá, tổng giá trị bớt và bao vào tiền có thể đến 20 đến 25 30 triệu đồng. Anh em mình có thể qua cửa hàng, anh em mình xem thêm và chi tiết bàn về giá và chất lượng xe mà em có đảm bảo bằng văn bản, sai em đền các bác nhé. Nên là chất lượng xe rất là tốt này. Đời 2018, ghế mũi sạc không dây, phân khúc hạng C, độ đèn lửa stop các bác nhé, điều hòa auto, số sàn 6 cấp, xe rất là ngon luôn, đẹp, cứng cáp, không nổi, không va quẹt, không ngập nước, có cửa sổ điều hòa sau và keo chỉ zin, sơn zin còn rất là nhiều. Chiếc xe đẹp, phân khúc hạng C, động cơ 1.6 cấp nhé. Đó, tiếp theo thì em Khả Năng xin giới thiệu cho bà con một số những mẫu xe phân khúc C khác anh em mình có thể lựa chọn này, là một chiếc Mazda 3 và một chiếc Mazda 2. Mazda 3 thì nó
Cerato chứ. Cerato từ đời 2016 nhá các bác nhá. Zin tuyệt đối luôn. Chiếc xe này em thật các bác là giá rất cao, một chủ từ mới, giá rất là cao. Giá hơn 400 một tí nhưng em để cho các bác 400 bao hồ sơ các bác nhá. Cao. Khẳng định với các bác là cao nhưng mà chất lượng xe thì kinh khủng, đẹp kinh khủng luôn. Đấy. Anh em phải đi mua những con xe mà nó bán cao xong nó bán tinh tướng đấy. Nó tinh tướng nó nói trên trời dưới biển đấy thì những cái con xe đấy thường rất là đẹp. Anh em mình mua đắt thêm 2-30 không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở đây là một chiếc xe cực đẹp, người ta mới có quyền bán cao. Và người mua vào cũng là cao. Anh em đến nhá, người ta hỏi em giả giá và giả chú 370 phát người ta bảo chú không mua xe của anh đâu. Anh nói thật với chú, không xe anh không phải là mấy con xe mà vớ vẩn đâu. Anh ra chú nhìn xe anh chú biết ngay. Thế là mình ngọng ngay, nhìn con xe ngọng ngay, không thể nói được hơn. Chắc chắn là phải mua cao rồi các bác. Dự kiến là rao 398 triệu nhưng không có lời đâu các bác. Nên là báo 408 triệu đấy. Để anh em bớt, tính cái giá bớt đấy này khả năng sẽ bớt cho các bác. Đấy. Vì nó thật các bác là mua bán mà không bớt thì nó rất buồn cười. Nhưng mà bán thấp quá mà bớt thì là hết. Con xe này sơn zin còn rất là nhiều. Đặc biệt là máy zin từ mặt thằn cò, keo chỉ zin hết không lỗi nhỏ. Một chiếc xe đời 2016 cuối năm nên Cerato rồi. Nhưng không phải anh em nào cũng mua được cái chiếc xe đẹp như này đâu các bác nhé. Keo chỉ nó zin không mất một phân keo chỉ nào. Nếu anh em mình sai, anh em mình check có thể check bất cứ thằng nào đang nổi tiếng các bác nhé. Check thoải mái, em khẳng định với các bác luôn. Con này máy zin nhé, máy zin đẹp đẹp luôn, xe đẹp luôn. Keo chỉ zin, máy zin, cabo chưa hạ. Đấy, nói chung là nét, đẹp. Sơn xi trong ngoài rất là nét. Đăng kiểm tháng 7 năm 2025. Xe đẹp một chủ từ mới, zin tuyệt đối luôn đấy. Động cơ 1.6 phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của nhà Kia các bác nhé. Đó. Tiếp theo em khả năng xin giới thiệu cho mọi người một chiếc xe bền năm 86284. Chiếc này là Mazda 3 đời 2015. Chiếc này cũng máy zin, hiện tại đang cho cả số khung số máy này. Khách đang cọc khoảng 5 triệu rồi. Anh em mình xem là chốt cho khách rồi thì check hồ sơ ngân hàng xong. Đấy thì bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ ngân hàng cho các bác các bác. Đấy, chiếc này thì bên em có cửa lóc đôi khi phim Betson phân khúc hạng C. Nhà em đang bán là 385 triệu đồng nhưng mà chắc là cọc rồi. Thì cũng báo cho bà con các bác anh chị anh em mình qua, anh em mình đỡ phải xem xe. Tại vì bọn em đã cọc là dừng giao dịch tất cả những mẫu xe đã cọc là bán các nhé. Đấy, chiếc Wego này thì đã bán cho anh em người Hà Nội rồi này. Đấy. Anh em xuống phát lấy ngay, không phải lăn tăn về giá cả. Đấy, chốt cho các bác này. Bán là 238 triệu, bán cho khách là 230 triệu bao rút hồ sơ. Đấy, vẫn còn giấy mua bán anh em nhé. Không phải là bọn em bán nó bán chuẩn chứ không phải bán sai đâu. Mép chỉ cabo hơi dập dập một chút thì em báo cho khách trước rồi, khách xuống vẫn lấy ngay và không bàn về giá nữa, chốt vào việc ngay. Khả năng đã nói là chuẩn 230 bao vào tên chứ không phải bao hồ sơ đâu. Bao sang tên luôn. Nếu anh em gọi sớm thì đã lấy được Wego đẹp rồi. Wego 2019 rất là đẹp luôn. Còn tiến hành rút hồ sơ với chấm dịp lễ này chắc chắn là các bác phải chờ một tuần rồi. Vì nghỉ lễ tới tận thứ 6 năm thứ 6 nhá. Quý vị chị bà con anh em mình lưu ý nhé. Nghỉ lễ thứ 6 luôn. Đây, nếu anh em mình có tài chính phân khúc hạng B thì anh em có thể nghiên cứu lấy mẫu xe Mazda 2 này. Mazda 2 biển 88 Vĩnh Phúc mang nước sơn màu vàng đồng này. Đấy, bằng cát mới về bên em. Chiếc này thì nhà em sẽ dự kiến bán cho bà con anh chị đời 2015 thì nó chỉ 320-330 thôi. Còn 2016 thì tầm 330-340 tùy theo xe, nhưng con này là hàng thuốc chuột đấy. Toàn hàng đẹp thôi. Những cái chiếc xe này thì thường thường là những chú lớn tuổi mới thích cái màu này. Nướng nướng khoảng tầm 40-45 rồi. Các chú rất thích cái màu này mới hợp màu hợp mệnh anh em trẻ, nhưng hợp màu hợp mệnh. Nhiều ông tín thì bắt buộc phải mua mấy con mấy con như vậy, màu như vậy thì mới hiểu mệnh thổ mà. Như Khải Đăng đang đi mệnh thổ đây này. Khải Đăng thì màu mệnh thổ nhưng mà thích màu đỏ cơ. Đấy, em thích cái màu đỏ kia nhưng mà con Camry này nó là màu vàng cát. Vì Camry thường thường là mấy bác các chú thích hơn, vì các chú làm trong quân đội hoặc làm trong công cơ quan xí nghiệp thì người ta thích cái màu này, thường thích cái màu này hơn. Đấy thì màu vàng cát là màu đại cát đại lợi, đại loại vậy. Chiếc Camry công vụ Khả Năng ô tô đang khách đang giả 620 triệu khả năng chưa bán các bác nhé. Đời 2018 bản E phân khúc hạng D đến từ thương hiệu của nhà Toyota. Hiện tại em đang để đi. Đấy, em đang để đi chưa có ý bán các bạn. Đấy, nhưng mà xe thì chất lượng lắm, zin hết các bác nhé. Lúc nào cũng sạch sẽ. Tí nữa cho thằng đệ rửa cho nó ngon này các bác nhé. Nếu anh em mình không thích Camry thì có thể thích đến Vios được không? Vios số sàn đời 2019 với cửa tiền 330 thôi, phải đang bao vào tên. Đang bán 348 triệu giảm ngay 20 triệu. Đấy, bao sang tên chính chủ là 10 triệu là tổng giá trị bớt là 30 triệu đồng. Là bên em để cho các bác 330 triệu bao sang tên bấm biển, thứ 6 tuần sau có biển. Đến lúc khi nào mà anh em mình bắt đầu cơ quan công an người ta làm việc thì em sẽ bấm biển cho các bác nhé. Đó, chiếc xe mang nước sơn màu đen rất đẹp, 5 lít/100 km. Ngoài đô thị có 5.8-7 lít thôi. Đấy, anh em chung chung khoảng tầm 5 lít/5.5 lít thôi. Con này nó rất tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với gia đình nhà mình. Anh em mình quan tâm được thì anh em chạy dịch vụ lấy con này hợp lý hơn. Trả góp thì anh em mình tất cả các mẫu xe đời 2015 bên em. 2016 chứ, 2016 trở lên bên em có hỗ trợ trả góp nhé, không nhé. 50% đến 60-70% tùy theo xe các bác nhé. Anh em mình tính tự cân đối đi, tự tìm hiểu trên
Con này em mở khóa nè. Biết đấy. Không phải đâu. Đây là Kia Cerato, nếu mà anh em mình mua mấy con mà khoảng tầm 380-400 thì tất thì cũng phải. Con đấy thì 158 triệu đời 2008. Click nhé, 1.4 nhé. Nhập Hàn đấy. Tất cả xe cộ thì khả năng sẽ là người đưa ra giá bán. Quý vị anh chị và con anh em mình đến cửa hàng anh em mình nhớ alo cho em Đăng để giá tốt nhất, trong đó lại còn chuẩn nhất về chất lượng xe cộ. Em có bảo hành cho bà con khách hàng Khả Năng ô tô, còn không alo thì đấy là việc của anh em. Còn nhân viên bán hàng với cộng tác viên của bên em rất là nhiều. Đấy, nhiều anh em cứ bảo xuống ủng hộ em nhưng mà không alo thì không phải là ủng hộ Khả Năng đâu. Đấy, thì Khả Năng không biết được các nhé, không có trách nhiệm bảo hành. Nhiều anh em cứ bảo tôi mua ở cửa hàng ông, ừ thì ok em sẽ bảo anh em người đấy, người nào viết giấy cho các bác hay làm việc cho các bác thì em sẽ có trách nhiệm em bảo các bác. Còn sau này mà có phạt nguội hay là vấn đề vì liên quan đến xe cộ thì em không có trách nhiệm vì em không trực tiếp bán cho các bác. Đấy, các bác phải hiểu như vậy. Cửa hàng nhà em có nói 40 nhân viên các bác nhé, nên anh em mình nữa, còn cộng tác viên khoảng đến hàng vài trăm người, nên anh em mình cân đối nhé. Kia Cerato đời 2019, xe thật đẹp các bác nhé, xe thật đẹp, 5 quả lốp thì vẫn còn nguyên theo xe, nguyên đai nguyên kiện theo xe. Tuần thứ 5 năm 2019, một chiếc xe mà em khẳng định với các bác luôn là sơn zin còn rất là nhiều. Đây là sơn zin gần như 100% đấy. Đây các bác nhìn sơn zin mót một tí ở chỗ này thôi còn nguyên. Và con xe nó zin từ mặt dàn cò, keo chỉ, máy số zin hết, đi 67.029 km. Chiếc xe này chủ cũ, người Bắc Giang, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Móng Cái các bác nhé. Mua chính tên chính chủ, chính tên chính chủ, chủ xe bán cho bên em, không có qua một cầu gọt cò nào cả. Có mỗi thuê mỗi một anh chạy thuê từ Móng Cái về là 2 triệu các bạn. Anh ấy chạy về cho bọn em, chạy ship về cho bọn em là 2 triệu. Còn lại em mua trực tiếp từ chủ luôn. Và con xe này em đảm bảo với quý vị chị bà con, một đời chủ duy nhất các bác nhé. Người Bắc Giang đang làm việc ở Móng Cái. Nếu ông anh có xem được cái video này, anh em vào bình luận cái cho anh em biết được chất lượng xe của anh em. Đấy, và em mua bao tiền có thể nói luôn cũng được. Đấy, vì em bán là nãy 10-15 triệu là được. Nhưng con xe này phải bán nãy khoảng 10-15 triệu mới bán được. Đấy là khách hàng của Khải Đăng. Còn nếu mà khách hàng người khác thì anh em phải cộng cao lên, phải lấy lương. Anh em cứ nghĩ là con xe bán ít, con xe đầu tư 400 triệu bạc mà không bán được 10-15 triệu thì thật sự mà nó là thất bại các bạn. Nhưng con xe này nhé, em sẵn sàng bảo hành tất cả mọi nơi. Anh em phải check thoải mái. Xe đẹp thực sự luôn, 67.000 km. Chủ số cũ anh ấy tâm sự luôn là ngày đầu anh mới mua về chạy dịch vụ, nhưng mà về sau anh chạy làm công việc khác. Anh ở cửa khẩu mà, anh ấy buôn bán luôn, anh không làm dịch vụ nữa. Nên chính vì thế con xe đi rất là ít, nó có 67.000 cây thôi, rất là mới, 6.7 đấy, rất mới luôn, đời 2019. Chứ bình thường nếu mà ông một năm chạy dịch vụ nhá, ông mất luôn đôi lốp luôn. Một năm chạy dịch vụ mất luôn đôi lốp, nên đây lốp vẫn nguyên theo xe này. Tuần thứ 11 năm 2019 các bác nhìn, xe này nó mới đét luôn, nội thất mới đét luôn. Máy số zin nhá, keo chỉ zin hết, mặt dàn cò nguyên zin. Con này máy số zin hết, sơn zin còn rất là nhiều. Không lỗi một tí nào luôn, trả góp thì anh em trả trước cho em 150 các bạn, xe đẹp lắm. Giá thì 420 để cho anh em bao vào tên nhé, không nhé. Động cơ 1.6 bản nắc, bản này bản số sàn chứ, số sàn đời 2019, giá đắt đấy, nhưng mà chất lượng thì kinh khủng luôn. Có một con số tự động nhưng mà bản đấy nắc thì tầm khoảng 450 anh em nhé, 450 3 cm, đấy anh em mình nữa thôi. Số tự động nó chỉ chênh hơn tí thôi. Đấy, tùy theo xe, không phải xe nào nó cũng giống nhau đâu. Nissan Sunny này Khả Năng đang này, để cho bà con là 308 triệu nhưng mà em sẽ bớt cho bà con 18 triệu. Chỉ còn 290 triệu bao vào tin nữa là 10 triệu nữa là 208 thôi. Đấy, coi như anh em nhập vào chỉ có 208 thôi, còn lại 10 triệu vào tin anh em không tính vào giá bán được. Đấy. Chiếc xe này nó rất là đẹp. Các bạn khuyên quý vị chị và con anh em mình đã đi qua xem video Khả Năng thì anh em hãy lấy con này thay vì những chiếc xe 208 cùng đời cùng phân khúc các bác nhé. Nào mà con Vios số tự động bây giờ cực kỳ đang hot luôn. Anh em trường lái dạy ngoài rất là đông. Vì nó kiếm ra tiền mà. Bây giờ chạy Rota 800 cây ngoài đường, ông chạy vô Kia không được, bắt buộc phải Vios. Asen thì các nước đầy đây, anh em có ai mua đâu. Nên là Vios kể cả 2011, 2010 bây giờ đang rất là hiếm. 2009 các thứ là không có luôn, không bán được. Đấy, anh đợi nữa mà con nào ai bán thì anh mua luôn. Chứ đừng chê đắt rẻ nhé, đợt này nó cao đấy. Bình thường trước ví dụ 2009, 2010, 203, 204 đúng không? Bây giờ phải 250, 26. Anh cứ lựa mà mua nhé. Okay. Có thể là nghiên cứu lấy Antit nhé. Antit thì em có con 208 không tầm khoảng Antit thì nó lại dài quá. Vâng, ok nhé. Chớp nó cao rồi các bạn. Ok. Em rồi anh. Đó. Giờ Vios số tự động đang rất là hot các bác nhá. Dạy lái anh em dạy lái giờ người ta hỏi rất là đông. Nên là quý vị chị và con anh em mình nếu mà quan tâm dòng Vios số tự động thì đợt này đang cao hơn so với bình thường khoảng 20 đến 30 triệu đồng tùy mỗi xe.
Đấy, vì số lượng người mua rất là đông nên là giá cả nó sẽ cao hơn, và người đã hỏi nhiều thì người ta sẽ bán cao hơn bình thường vì nó mua khó hơn. Đấy. Nissan Sunny này là một mẫu xe khả năng rất mong muốn anh em mình lấy được, vì nó là một chiếc xe rất là đẹp và rẻ mà nó độ bền nó còn cao hơn cả Vios luôn. Nếu mà so con Vios này, con Vios 2019 này, bản E này với cái con Sunny 2019 này thì anh em phải lấy Vios không nhé. Thì anh em phải lấy Vios vì giá nó cao hơn nhưng nó đẹp hơn. Về cái độ thông dụng nó cao hơn một chút, nhưng mà để mà chất lượng và cái độ bền mà chưa từng chạy dịch vụ thì cái con này mới là con đáng lấy, mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Bây giờ có 290 bao vào tên, cái con này 330 bao vào tên, thì anh em cố 40 triệu chứ không phải cố 4 triệu đâu. Anh em nào ít tiền hơn một chút, anh em lấy ngay Sunny, chất lượng không hề kém. Nhưng mà độ thông dụng thì kém hơn, nhưng mà đồ đạc phụ tùng thì rất là nhiều anh em nhé. Không phải là hãng này là không có đồ, và hãng này nó chỉ sau Kia, Honda, Hyundai và một còn đến nó luôn rồi, nó chỉ đứng top 4 trên toàn Việt Nam thôi các bác nhé. Rồi đến Mitsu cũng phải ngang con này thôi các bác nhé, Mitsubishi ấy, nó chỉ ngang con này thôi. Nó là độ thông dụng nó ngang nhau thôi, nhưng con này là đứng thứ top 4 rồi. Nhưng mà giá cực rẻ luôn. Và anh em để ý nhé, con này là một chủ từ mới nhé. Một chủ từ mới, không lỗi nhỏ, keo chỉ zin, máy số zin từ mặt sàn cò. Đấy, đi hơn 8 vạn và nó là hàng đẹp này, 4 lít 6 ngoài đô thị này, 5 lít 7 kết hợp, nó còn tiết kiệm hơn cả Vios cơ. Sau đó nó lại đẹp, sơn xi nó là màu zin hết này. Sơn zin hết này. Đấy, tư nhân đăng kiểm. Ô, tem đăng kiểm đâu Thái? Không có à? Bên em hỗ trợ đăng kiểm mới cho bà con các anh chị luôn. Nếu quý vị anh chị em mà alo cho Khải Đăng qua số điện thoại 0326062789. Đời 2019 nhưng lăn bánh lần đầu 2020. Con xe mới đi được có 4 năm tại thị trường mà nó đẹp và nó là form mới các bác nhé. Mới giá có 280 triệu đồng. Còn vào tên là 290 triệu các bạn. Đấy là khách hàng Khả Năng Ô Tô. Còn nếu anh em mình chê cao chê đắt thì anh em lấy con này, Kia Rio đời 2014 với giá 220 triệu đời 2014 nhá. Hôm nọ hôm tối hôm qua có bác nào gọi điện cho em mà bán con xe, có ông anh nào có bạn ấy, vẫn còn số điện thoại đây. Sáng nay thôi. Mới sáng nay nhá, số đây. Anh em nào mua thì em giới thiệu cho. Đây, số sáng nay đây. Sáng nay này ông mấy giờ nhỉ? Tầm một lúc ấy tầm khoảng 8:30 đây, số ba con à đây. Thế thì khoảng 813 đây các bác nhé. Số này này, lúc ấy anh ấy gọi cho em là có bạn bán đây 0968456813. Có một bạn bán là con xe Kia Rio màu bạc đời 2015 biển Bắc Linh, tên tư nhân chính chủ anh đấy, anh ấy đang bán là 280 triệu. Thì em bảo là anh ơi anh thông cảm, anh bảo anh ấy xuống đây em để cho anh ấy con 2014 thì chỉ tầm khoảng 201 thôi. 220 em bao vào tên. Thế ông bán số sàn, ông bán 2015 mà ông ấy bán có 280 triệu thì bọn em về bán bao nhiêu, 290 triệu thì bán cho Tây. Thật thực sự là chỉ bán cho Tây thôi. Tây không biết chữ thôi, chứ còn nếu Tây biết chữ thì người ta cũng không bao giờ mua cái giá đấy. Nên anh em mình phải lựa lựa giá chung hết rồi, không phải là muốn là được. Bọn em bán là mua vào thì nói thật các bác phải mong muốn bán ra, chứ không phải mua vào để chơi đâu. Kia Morning đời 2017, 180 triệu. Đấy, rẻ, anh em thích rẻ, có rẻ ngay, 180 triệu. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024, xe màu trắng xịn, không đổi màu, nội thất rất đẹp luôn. 170 triệu, có con thì bán 201 cơ. Đấy, có con thì bán có 170 thôi. Nên thôi anh em mình tiền nào của đấy các bác nhé. Đây, một chiếc xe nữa cho bà con anh em trả góp này. Đời cao 2022, biển vàng. Biển vàng mới được có 6 tháng thôi các bác nhé. Tư nhân một chủ từ mới Mitsubishi. Tất cả lốp là nguyên bản theo xe, đang đi 7.7. 7.7 chuẩn nhé. Không đổi màu, tôn vỏ len keng mới tinh. Xe đẹp nét căng độ. Muốn chạy dịch vụ anh em lấy con này, đảm bảo cho bà con bền. Nhưng mà nếu đi núi đi đồi thì con này hơi yếu, vì nó chỉ 1.23 máy các bác nhé. Nhưng mà độ bền và độ tiết kiệm nhiên liệu của nó thì nhất phân khúc luôn. Phân khúc hạng B. Nó vừa bền vừa lành vừa tiết kiệm nhiên liệu. Nó giống như con Vios hay là con Accent thôi, nhưng mà độ bền của máy của nó tốt hơn cả Accent. Đấy, nó phải ngang Sunny với lại Vios các bác nhé. Đối với xe của Nhật mà rất là bền. Tư nhân một chủ từ mới, vì biển vàng vì sao em không tháo, em khẳng định với các bác luôn là chẳng có gì phải tháo cả. Cái này nó chẳng có độc hại gì cả, nhưng mà người ta mua về chạy dịch vụ, nhưng mà 6 tháng vừa rồi người ta mới đóng vào, mới đi được hơn 7 vạn, một dàn lốp nguyên theo xe, lốp sơ cua mới hạ một lần, duy nhất một lần. Bây giờ có hơn 300 tí anh em ơi, 301 là anh em lấy xe luôn, còn 320 bên bao vào tên các bác nhé. Đăng ký 2 lần 2022, đăng ký 2023, full đồ chơi phụ kiện, na đăng đúc túi khí, phanh ABS, màn hình Android. Đấy, nội thất như mới luôn, xe đẹp như mới. Không một lỗi nhỏ các bác nhé, xe này anh em đang đi đây mà vẫn còn đẹp như này. Quý anh chị bà con anh em mình bảo xem chất lượng xe cộ này, đảm bảo cho bà con này. Nó hàng nét, hàng đẹp chứ không phải hàng vớ vẩn. Đây, với tầm tiền khoảng 160-170, anh em mình có thể nghiên cứu lấy i10.
i10 đời 2014 nhá, đủ đồ nhá, đủ đồ khác, đủ đồ, có màn hình, có na răng đấy, có ốp đèn, đèn đó, có thứ đèn gầm, có thứ ngon đâu hết, mà không đổi màu, mà xe đang tư nhân chính chủ rồi. Tầm 160 anh em để cho các bác bao hồ sơ. Đấy, tội gì anh em mình lấy con xe mà có con 140 về anh em mình dọn thêm 20 triệu, không đẹp bằng con này đâu. 140 anh em mình taxi mining ra bây giờ nó bán 135 triệu rồi, đời 2014 rồi. Nhiều ông nghĩ rẻ không có đâu, không nhá. Xe đẹp như này anh em mình đi gia đình lâu rồi. Ngày trước có chạy dịch vụ đấy nhưng mà chất lượng xe rất là tốt, bán 170 để anh em 160 đâu, bao hồ sơ. Đấy, rẻ nhỉ, rẻ đẹp, sạch sẽ. Đó, giá tiền thì nó thật với các bác là nó là tiền nào của đấy hết các bác, không phải là cứ cao cứ thấp đâu. Xe này là i10 này không nhầm thì biển bán rồi mà. Con này để cho em gái người Thiệu Hóa Thanh Hóa rồi, đời 2017. Ông nội thì hồ sơ về đến đây rồi nhưng không kịp đi, đời 2017. Đấy, bán cho em nó có 250, bao vào tên các bạn, bao cả màn hình Android này. Lắp thêm màn hình Android đầy đủ rồi. Đấy, lắp màn hình Android có SIM, có cam hành trình luôn trên gương luôn. Đấy, full đồ chơi phụ kiện hết rồi, keo chỉ zin, máy zin. Con này đẹp, đẹp mà đủ nữa. Mà là 2017. Bán cho em nó rồi nhưng mà chưa kịp vào tên thì để lần qua lễ. Qua lễ thì bấm biển, chắc phải thứ 6 nhá. Chắc phải thứ 6 mới kịp bấm biển vì người ta nghỉ lễ đông, nghỉ lễ lâu mà. Vios E đời 2017, 18, 16 rồi em có hết các bác nhé. Sắp tới em về một con 15, một con 16 màu trắng như này, nhà em bán khoảng tầm 250, 260 thôi. Rẻ, đẹp. Đây con 2018 thì là máy trắng thì đời cao thì bán 29, 300, anh em bao vào tên. Đó. Nissan Sunny đời 2014 số sàn em bán có 160, 170 thôi các bác nhé, 160, 170. Xe thật đẹp. Đấy. Đấy, nếu bác quan tâm thì giới thiệu cho bác cái sâu về con này. Con này là em mua tư nhân một chủ từ mới anh em. Một chủ từ mới, anh em mới đóng vào cái biển vàng này cách đây 6 tháng. 6 tháng thôi. Đấy. Mitsubishi này, hàng này nó còn bền hơn cả Vios và Ascen. Độ bền cao mà trả góp bây giờ chỉ trả trước 100 thôi là nháy xe. Nếu làm trả góp còn trả thẳng là anh em hơn 320 một tí bao vào tên luôn. Đấy. Xe là keo chỉ zin, sơn zin cả cây. Chắc chỉ tỉa một tí thôi. Cứ trách tháng thoải mái, sai em đền gấp 10 lần tiền. Máy zin từ mặt dàn gò luôn. Con xe như thế này, nói như thế là các bác biết rồi về chất lượng rồi. Đảm bảo. Đây. Ở Mazda thì Mazda có Mazda đời 2016 đây các bác nhé. Mazda 3 số tự động, động cơ 2.0. Đây nó có bản kịch và này bản premium, bản full, full cửa lóc, túi khí vành airbag, động cơ 2.0. Xe càng đẹp thì máy chấm càng to các bác nhé. 2.0. Mazda 3 này, dùng máy của Mazda 6 2.0 đây. Chiếc xe này thì anh em mình vào giá khoảng tầm 390 là nên được không nhé. Đấy, anh em mình quan tâm mình, anh em mình qua cửa hàng đi. Xe cộ thì em cứ báo vậy, còn lại chất lượng xe thì phải xem kiểm tra kỹ càng thì mới chốt cho khách hàng, chứ không phải là cứ chốt bừa đâu. Đến xem xe thì anh em mình phải xem kiểm tra lại rồi mới dám tự tin chốt cho khách hàng, không phải nói mồm được. Con nào mình chắc chắn rồi thì mình sẽ nói mồm luôn. Còn nếu không thì anh em mình chốt bằng mồm này thì ai chẳng chốt được đúng không? Đấy. Chiếc xe này là Hyundai Accent, nhập khẩu đời 2012, số sàn nhé. Số sàn. Nên chốt cửa anh em mình. Anh em mình độ cái đầy đủ cho ta top và độ cái chìa khóa sẽ mắt cây, nó có cái bất cập cái này. Cứ đi cầm chìa khóa đi xa khoảng 5 mét là nó lại chốt bố cái cửa lại, rất là nguy hiểm. Nên anh em mình không nên độ. Đấy, độ thì nó như thế này đây, nó sẽ tốt và an toàn hơn, nhưng phục vụ anh em gia đình thôi. Nếu để bãi này thì anh em mình cứ đi qua cầm chìa khóa đi ra 5 mét nó lại khóa cửa. Đấy. Chiếc này là Hyundai Accent đời 2012 Hàn Quốc, động cơ 1.4 số sàn. Chiếc này thì bán 250 không nhé. 250 cho anh em mình. Đấy. Tiếp theo thì khả năng xin giới thiệu cho mọi người một chiếc Kia Cerato đời 2018 với cửa tiền 3.7, nó màu giống chiếc màu đen lúc đầu đấy. Nhà còn rất nhiều Cerato như này, ngoài ra còn có cả K3. Đây. Kia K3 thì nó số sàn đời 2013 14 khoảng tầm 300 290 300 301 320. 2015 có cả rồi, tùy theo xe nhé. Đây. Lại tiếp theo là Kia Cerato 2019 số sàn đây. Máy zin, keo chỉ zin bán có 401 thôi. Cái con kia bán 428 triệu, đây bán 415 triệu thôi. Mà còn bớt còn bao vào tên, có nhé. Đấy. Tiền nào của đấy hết. Chiếc xe này cũng đẹp, cũng zin, nhưng mà keo chỉ zin, máy zin. Nhưng mà để đẹp bằng con kia thì chưa đẹp bằng. Đấy. Nhưng nó rẻ hơn một xíu, nhưng mà vẫn có giá bán tốt cho bà con các anh chị anh em mình quan tâm, ủng hộ khả năng.
Khả Năng rất mong muốn được giao lưu mọi người trong cái dịp lễ này. Dịp lễ này thì vì thời lượng cái video nó chỉ cho phép để đăng YouTube thôi, khoảng tầm dưới 30 phút. Quý vị chị bà con anh em mình hãy nhớ đăng ký kênh để em còn lên sóng phục vụ cho bà con hàng loạt những mẫu xe ở đây, để bà con mình tiện theo dõi hơn. Quý anh chị anh em mình hãy đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ Khả Năng. Chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị bà con luôn quan tâm dõi ủng hộ nhé. Chiếc xe Mitsubishi Outrigger này cũng là một chiếc xe rất là bền, nhưng mà nó form cũ đời 2015 và cái bản thiếu thì nó chỉ rẻ thôi, nó tầm khoảng 170-180 anh em mình sở hữu nó thôi. Đấy, rất là phù hợp cho cái tầm tài chính của quý vị chị bà con, với tầm khoảng 170-180 có hai chiếc màu trắng và một chiếc màu đỏ. Chiếc màu đỏ thì bên em bản đủ thì tầm khoảng 190 nhé các nhé, và bản thiếu thì tầm khoảng 180 như này thôi, 170 thôi, rất rẻ. Và Kia Rio đời 2014 số tự động với cửa tiền năm quanh khoảng tầm hơn 300 một chút, anh em mình có thể sở hữu nó. Em sắp về một chiếc 2011 bản Sport y như này, ngày mai về đến cửa hàng luôn. Nếu ngày mai anh em mình đến cửa hàng là được xem luôn một chiếc màu đỏ đời 2011 với cửa tiền nhanh quanh khoảng tầm khuôn 290 thôi. Còn đây là chiếc 2014 với cửa tiền 320-330 anh em nhé. Đấy, vì sao dòng này nó cao và giữ giá như vậy? Vì đi rất là sướng, và động cơ .4 nhập khẩu đi rất là sướng nhé. Đó, quý anh chị con anh em mình thuận mua và bán, anh em mình có thể qua xem trực tiếp rồi thì anh em cân đối phù hợp với chiếc xe nào anh em mình vào chiếc xe đấy các bạn, thì nó dễ hơn. Đó, Cerato kìa các bác nhìn này. Đấy, nhà không hề thiếu xe nhé, rất là nhiều xe cho bà con các anh chị anh em lựa chọn, các màu xanh đỏ tím vàng, full đồ chơi, full phụ kiện đầy đủ hết. Đấy, bản đặc biệt, bản thường, bản nọ bản kia có hết các bác nhé. Cerato MT 2017 form mới 350-360 bao vào tên, 350 anh em mình về tự làm, một chủ từ mới, xe gia đình. Đấy, hồ sơ đang rút giả biển cho chủ cũ này. Đấy, đăng ký tháng ba biển 37 nhé, đăng kiểm tháng 4 năm 2025, 37A40262, đời 2017, niêm yết tại cửa hàng là 365 triệu, sạc không dây, ghế múi đầy đủ hết rồi, động cơ 1.6 mà bây giờ bán khoảng 350 thôi, 360 em bao sang tên bấm biển đổi chủ luôn. Đấy, Kia Morning 2017 mà lại đắt hơn con kia mấy chục triệu này. Con vàng kia, con vàng hay 2018 mà bán có 180 triệu, nhưng con này 2017 bán 201 các bạn. Đây là anh em cứ lựa cân đối làm sao mà tiền nào của đấy hết các bạn. Xe đẹp nhưng mà ta nên đủ đồ chơi phụ kiện này, đèn bi, đèn gầm, đèn bi, đèn biếc này. Đấy, gương kính chỉnh điện này. Đấy, rồi các bác nhìn này, cảm biến lùi này, màn hình gam lùi, nội thất này, nội thất của SI này. Form dáng đẹp, cruise control, ga tự động, đề lỗ start top, túi khí. Độ hết rồi, nói chung là độ sạch, à không, túi khí thì không độ được. Nhưng nội thất thì rất là đẹp, nội thất số tự động đời 2019, là xe gia đình một chủ thì mới, không đâm đụng, không va chạm và gặp nước các bạn. Còn xe này thì hàng đẹp nhưng mà đắt hơn khoảng 30 triệu so với giá bình thường. Đấy, thì anh em mình cứ lựa thôi, anh em mình làm sao mà nó hợp lý là được, anh em ủng hộ nhau. Tiêu quý ớt thì em có con 2015 và 2016 nhá. Con này là 408, con 308 thì con 208 thì bán có 320-330 thôi. Con này là 408 bán 340-350 các nhé. Anh em mình quan tâm thì anh em mình qua cửa hàng anh em mình xem thêm. Đây, Mazda 3 đời 2017 với cửa tiền 440 bản flip này. 44 nhá. Đấy, rất là nhiều sự lựa chọn. Và hiện tại thì video này đã đến đây là khá là dài rồi, và em sẽ lên sóng cho bà con ngay sau đây. Đây là phần 1, và phần 2 sẽ tiếp nối ngay sau đây các bác nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều, hãy đón xem phần 2 tại kênh YouTube của Khả Năng, Khả Năng ô tô cũ giá rẻ Hải Phòng. Chân thành cảm ơn, xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.